Những ông bà mù chữ chưa từng nghe Phật pháp, ta bảo họ niệm Phật, niệm được, niệm rất chân thật. Tại sao họ thành tựu lớn lao như thế, thành tựu một cách nhanh chóng như thế? Họ đầy đủ sáu chữ: thật thà, nghe lời, siêng năng. Niệm lâu ngày chày tháng, họ thật sự biết trước giờ chết, giảng sinh, họ đi làm Phật. Phần tử tri thức 10-20 năm mới tin, không bằng họ, thua xa họ. 5-3 năm là họ có thể làm Phật. Nghe việc giảng sinh của chúng ta vẫn còn là câu hỏi lớn. Ngày giảng sinh chưa thể cầm chắc, làm sao so với họ được? Những ông lão bà lão này đối xử với mọi người, quý vị cứ tự xem, khiêm tốn, cung kính, nhường nhịn. Phần tử tri thức chúng ta liệu tín phục họ không? Coi thường họ, cho họ không có học thức, không có trình độ, nói họ mê tín. Người mê tín đã thành Phật, không mê tín vẫn đang luân hồi lục đạo.